Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 30 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Công an mở rộng vụ bà Nguyễn Phương Hằng, ai đang xanh mặt. Vụ bà Nguyễn Phương Hằng không thể chỉ mình bà bị truy tố. Điều đó ai cũng dễ dàng nhận thấy. Bà Nguyễn Phương Hằng là tổng giám đốc của một doanh nghiệp cỡ lớn tại Việt Nam, đó chính là công ty Đại Nam. Dưới quyền của bà có rất nhiều phụ tá, đó là điều chắc chắn. Ngoài ra, bà và ông Huỳnh Uy Dũng chắc chắn cũng có mối quan hệ rất rộng với những đối tác hay những quan chức lớn cấp tỉnh hoặc có thể là ở cả trung ương. Vì thế, rất khó nói là không có ai liên đới chịu trách nhiệm về việc làm phạm pháp và của bà Hằng. Được biết, ngày 27 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục lấy lời khai, thu thập chứng cứ để điều tra mở rộng đối với vụ án Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, sống tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Người bị khởi tố bắt giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đây là hình ảnh công an đang mở rộng điều tra vụ án bà Nguyễn Phương Hằng được công bố khắp nơi. Sau một thời gian làm mưa làm gió trên mạng xã hội, thì nay bà Nguyễn Phương Hằng đang gặp họa vì bị công an điều tra. Điều này cũng dẫn đến rất nhiều thông tin khác nhau. Và công việc livestream phát hình của bà Hằng luôn được giúp sức bởi những ekip rất chuyên nghiệp. Từ công tác kỹ thuật đến công tác tổ chức đều rất chuyên nghiệp. Những người này đều có thể được xem là tổng phạm. Tất cả đều xuất hiện trên các video clip livestream của bà. Cũng theo báo chí của nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết, trong quá trình điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác định từ tháng 3 năm 2021 đến trước khi bị bắt tạm giam, bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng tổng cộng 12 kênh mạng xã hội bao gồm YouTube, Facebook, TikTok, v.v. để phát hình livestream xúc phạm, xuyên tạc, nhục mạ người khác. Quá trình bà Nguyễn Phương Hằng gây náo loạn trên mạng, bên cạnh đó bà Hằng thường xuyên sử dụng các ngôn từ hết sức tục tĩu, phát ngôn gây bất bình dư luận. Trong các buổi phát hình livestream của mình, bà Hằng thường xuyên gọi tên nhiều nghệ sĩ và tố hận họ ăn chặn tiền từ thiện trong các buổi phát hình, thu hút lượng người xem kỷ lục. Bà Nguyễn Phương Hằng làm truyền thông như thế nào cũng là câu hỏi được đặt ra. Thực tế là bà Nguyễn Phương Hằng đã làm truyền thông rất tốt, thu hút lượng khán giả đông kỷ lục, làm lu mờ các kênh truyền hình của nhà nước, của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bà Nguyễn Phương Hằng phát hình livestream không hề có lời nói nào xúc phạm đến chính quyền, nếu không nói là bà có phần ủng hộ chính quyền này. Như vậy, tại sao chính quyền lại không ủng hộ bà Hằng mà lại truy tố bà? Đó là vấn đề cần phân tích rõ ràng hơn. Chính nhờ các buổi phát hình livestream mà đơn tố cáo của các nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện cũng được bà Hằng gửi đến cơ quan công an. Và một cuộc điều tra xác minh theo đúng như vậy. Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an Việt Nam và công an ở thành phố Hồ Chí Minh cũng kết luận không có khởi tố hình sự vụ án vì không có dấu hiệu cấu thành tội phạm. Kết luận này bất ngờ đến rất nhiều người. Như một con dao hai lưỡi, nếu dùng không nhuần nhuyễn thì ngược lại con dao sẽ cứa vào tay. Vì thế, sau kết luận này của cơ quan cảnh sát điều tra, thì những người bị bức xúc phạm cũng gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đến cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Hồ Chí Minh và công an tỉnh Bình Dương. Đây là hình ảnh không phải chỉ có mình bà Hằng. Từ những đơn tố cáo, bà Hằng đã nhiều lần bị cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương mời lên làm việc, lập biên bản vì có những phát ngôn thiếu chuẩn mực và xúc phạm nhục mạ rất nhiều người khác. Cụ thể vào tháng 4 năm 2021, bà Hằng bị Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, việc bắt giữ vẫn không thực hiện được bởi những mối quan hệ phức tạp của vị đại gia này với cơ quan chức năng tỉnh. Một doanh nghiệp lớn luôn có những mối quan hệ hữu cơ với cơ quan nhà nước rất chặt chẽ. Đó là lý do vì sao bà Nguyễn Phương Hằng mới mạnh miệng đến như vậy. Cũng theo báo chí, từ tháng 2 năm 2022 đến nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã 4 lần mời bà Hằng lên làm việc, nhắc nhở, khuyến cáo không tiếp tục các hoạt động vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, bà Hằng không những không chấp hành mà còn tiếp tục tỏ thái độ thách thức, chống đối. Tuy nhiên, bà Nguyễn Phương Hằng vẫn tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác. Và câu hỏi đặt ra là ai sẽ bị tóm đây? Hiện nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra mở rộng, làm rõ những người tiếp tay cung cấp tài liệu, đạo diễn, biên kịch bản cho bị can Nguyễn Phương Hằng
trong những buổi phát hình livestream có nội dung xúc phạm và bôi nhọ người khác. Làm rõ những người xây dựng vai phụ, vai chính và đóng vai trò trong những buổi phát hình livestream trước đây. Trước đây, những người này có thể sẽ sàng lo sợ mình bị bắt nhất. Danh tính, khuôn mặt đã được thể hiện lên video thì khó lòng mà họ thoát được. Đây là hình ảnh ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng trong một buổi phát hình livestream trực tiếp. Trước mắt, chính quyền đã truy tố bà Hằng theo điều số 331 của Bộ Luật Hình Sự thì có thể đối diện với khung hình phạt lên đến 7 năm tù. Có lẽ những người thuộc cấp của bà Hằng sẽ có án thấp hơn nhưng cũng khó mà chạy tội được khi mà các đoạn video clip trên mạng là bằng chứng. Vụ án này mới chỉ bắt đầu, rất có thể còn được mở rộng ra nữa, và mối quan hệ của bà Hằng với ông Huỳnh Uy Dũng không chỉ là những cuộc phát hình trực tiếp với những thuộc hạ mà có cả những người tầm cỡ hơn rất nhiều, và không lại trừ những quan chức cỡ cao. Không biết rằng liệu cơ quan cảnh sát điều tra có nhắm tới những mối quan hệ lớn hơn hay không. Nếu nhắm vào ai thì chỉ những thuộc hạ giúp bà Hằng livestream, mà còn có cả những vị tai to mặt lớn nào đó cũng đang xanh mặt vì rất sợ. Có một tình tiết khá thú vị là bà Nguyễn Phương Hằng livestream tại Bình Dương, nhưng công an thành phố Hồ Chí Minh lại là đơn vị thụ lý hồ sơ vụ án. Vậy cơ quan tỉnh Bình Dương ở đâu và tại sao tước quyền điều tra của công an tỉnh này? Đấy là câu hỏi tổ tướng và nhiều người dân đang chờ đợi của Đảng Cộng sản Việt Nam phải trả lời trước người dân về trường hợp phi lý này. Nếu không động đến quan chức thì vụ án này thực sự không thỏa đáng. Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin Biden tuyên bố triệt hạ Putin, lộ một bức cờ cao tay. Tổng thống Mỹ Biden đã rời nước Mỹ và chính thức thăm nước láng giềng Ukraine, đó là Ba Lan, và tổng thống của một cường quốc số 1 thế giới thăm một nhà nước vừa là láng giềng vừa ủng hộ Ukraine thì đây là một dấu hiệu cho thấy Mỹ đang ngày một cứng rắn hơn với hành động xâm lược của Nga. Mỹ là cường quốc quân sự số 1 của thế giới, còn Nga là cường quốc quân sự thứ hai thế giới. Chính vì thế, nước cờ mà các đời tổng thống Mỹ trước đã đi đánh với nước Nga luôn là nước cờ cẩn trọng. Vì thế, từng lời nói của tổng thống Mỹ trước báo chí như là nhất ngôn cửu đỉnh, tức là tứ mã lang chùy, lời nói này luôn được báo chí khai thác và chuyên gia phân tích rất kỹ càng. Vào ngày thứ Bảy, tổng thống Mỹ Biden nói rằng nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin không thể tiếp tục nắm quyền ở Ba Lan. Thật sự, đây là một phát biểu gây rất sốc. Còn nhớ trước đây, ông Biden cũng đã nói ông gọi ông Putin là đồ tể, là một sự leo thang rõ rệt trong đối sách của Mỹ với Moscow về cuộc xâm lược tại Ukraine. Phát biểu này được đưa ra là rất cứng rắn đến nhiều người dù có quan đến mấy cũng không thể nghĩ ra đến như vậy. Tuy Mỹ là cường quốc quân sự số 1 thế giới, nhưng số đầu đạn hạt nhân trong kho vũ khí thì Nga mới là số 1. Một câu nói cứng rắn như thế này thì có thể nói Tổng thống Biden đang đùa với lửa chứ không đơn giản. Tại lâu đài Hoàng gia Warsaw, ông Biden có nhắc đến 4 thập niên sau bức màn sắt của Ba Lan trong nỗ lực nhằm thuyết phục các nền dân chủ trên thế giới phải khẩn cấp đối đầu với một nước Nga chuyên quyền đe dọa an ninh và tự do toàn cầu. Ông Biden nói rằng, vì Chúa, kẻ này không thể tiếp tục nắm quyền. Ông Biden nói trước một đám đông ở thủ đô Warsaw sau khi lên án cuộc chiến kéo dài một tháng của ông Putin ở Ukraine. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Biden phát biểu ở Ba Lan và đưa ra phát ngôn gây sốc. Tổng thống Biden đã gọi cuộc chiến chống lại Tổng thống Nga Vladimir Putin là một trận chiến mới vì tự do. Ông Biden nói rằng khao khát quyền lực tuyệt đối của ông Putin là một thất bại chiến lược đối với Nga và là thách thức trực tiếp đối với nền hòa bình của châu Âu, vốn đã ngự trị kể từ khi Thế chiến thế giới lần thứ hai. Thực tế, phương Tây vẫn rất e dè trước sự hung hăng của Putin. NATO là một khối gồm nhiều nước, tuy nhiên quyền lực nhất trong khối thì vẫn là Hoa Kỳ. Vì thế, một khi Hoa Kỳ mạnh miệng thì đó cũng là điều doping tinh thần cho phương Tây. Đến giờ, phương Tây vẫn còn đang rất ngán ngại trước nước Nga của ông Putin. Ngại vì tiềm lực quân sự Nga, mà ngại vì đồng thời vì Nga cũng đang cung cấp năng lượng cho các nước châu Âu. Tổng thống Biden đọc bài diễn văn tại Ba Lan sau 3 ngày tại buổi họp ở châu Âu với các nước G7, Hội đồng châu Âu và các nước đồng minh NATO, và diễn ra gần ngay thời điểm
tên lửa rọi xuống thành phố Lviv ở miền Tây của Ukraine, chỉ cách biên giới Ba Lan có 60 km. Nghĩa là bài chất văn này có phần nào đó đã thông qua sự nhất trí của khối châu Âu và NATO. Câu hỏi đặt ra là liệu lời tuyên bố của ông Biden là do nhầm lẫn hay do chủ ý đây? Vào ngày 27 tháng 3, một quan chức Nhà Trắng đã lên tiếng rằng quan điểm của Tổng thống là Putin không được phép thực thi quyền lực đối với các nước láng giềng hoặc khu vực. Ông ấy không nói về quyền lực của Putin ở Nga hay sự thay đổi thể chế hoặc chế độ. Nhiều người cũng đang phân vân rằng liệu đây là sự đính chính hay là một lời nói mang tính chất hạ nhiệt, lời phát biểu gây sốc của ông Tổng thống Mỹ Biden. Thực tế, Tổng thống Biden đã gần 80 tuổi. Nếu ông có nhầm thì khả năng này cũng rất có thể. Tuy nhiên, nếu sâu xuống lại thì trước đó ông Biden đã từng gọi Putin là đồ tể. Nghĩa là trong câu nói của ông có thể là chủ đích chứ chưa hẳn là nói nhầm. Đây là hình ảnh Nhà Trắng đã đính chính câu nói của Tổng thống Mỹ Biden. Thực tế, để xác quyết lời này là nhầm lẫn hay cố ý thì chỉ có thể quan sát các bước đi tiếp theo của Mỹ đối với tình hình chiến sự tại Ukraine. Nước Mỹ rất khôn ngoan, át hẳn họ sẽ không làm gì nếu họ rước sự thiệt hại nặng vào thân. Rất có thể những ngày tới, Mỹ, châu Âu và NATO sẽ thực hiện những bước đi cứng rắn hơn nữa để đối phó với sự điên cuồng của Putin. Tuy nhiên, điều quan trọng là nhân dân Ukraine phải vững vàng chiến đấu làm thất bại âm mưu của Putin trước mọi sự, và sự cứng rắn của Mỹ và phương Tây sẽ thực hiện khi Putin tỏ ra điên cuồng hơn nữa. Còn nếu Putin không cho leo thang chiến tranh thì có lẽ cả Mỹ và châu Âu chỉ giúp quốc gia này một cách âm thầm. Động viên nhân dân Ba Lan là một nước cờ cao tay của ông Biden. Trong bài diễn văn, Tổng thống Biden nói rằng sự phản kháng anh dũng của họ là một phần của cuộc chiến lớn hơn cho các nguyên tắc dân chủ thiết yếu, đoàn kết tất cả những người tự do. Ông Biden động viên tiếp như vậy, và ông nói rằng chúng tôi sát cánh với các bạn, chấm hết. Ba Lan từng nằm dưới quyền cai trị của Cộng sản trong suốt 4 thập niên cho đến năm 1989, và từng là thành viên của Liên minh An ninh khối Warsawa do Moscow đứng đầu. Hiện Ba Lan là thành viên của Liên minh châu Âu và NATO, nghĩa là Ba Lan đã thoát Nga và gia nhập vào phương Tây văn minh hơn, giàu có hơn và quan trọng nhất là đất nước Ba Lan có nhiều lợi ích hơn là những mất mát vì bị kìm hãm như thời nằm dưới gót giày của Moscow, thời chiến tranh lạnh. Phát biểu trước một đám đông cầm cờ Mỹ, Ba Lan và Ukraine, ông Biden nói phương Tây đang hành động trong sự đồng thuận vì sự nghiêm trọng của mối đe dọa đối với hòa bình toàn cầu. Trận chiến vì dân chủ không thể kết thúc và đã không kết thúc với khi chiến tranh lạnh chấm dứt, ông Biden nói. Trong 30 năm qua, các thế lực chuyên quyền đã hồi sinh trên toàn cầu. Trước đó trong ngày, ông Biden ghé qua dự một cuộc họp của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Quốc phòng Ukraine và đưa ra thêm những cam kết an ninh trong việc phát triển hợp tác quốc phòng, theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba chia sẻ. Đây là hình ảnh Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ có động lực hơn khi biết Mỹ ủng hộ hết mình. Biết động viên sức mạnh dân tộc của chính nhân dân Ukraine thì đây là bước đi cực kỳ khôn ngoan. Nó làm cho nước Nga muốn đổ tội cho Hoa Kỳ cũng không được, bởi trụ cột của cuộc chiến này chính là người dân Ukraine. Rất có thể, việc phát biểu mạnh miệng của Tổng thống Hoa Kỳ Biden là cách để người đứng đầu nước Mỹ lên dây cót tinh thần cho cuộc chiến làm thất bại âm mưu đen tối của Putin. Còn Mỹ có nhảy vào công khai hay không thì đó là dấu hỏi to tướng. Bởi Mỹ công khai nhảy vào thì đó mới là bước đi thiếu khôn ngoan mà thôi.